Loạt sao Trung Hàn ăn cơm trước cảng, Triệu Lệ Dĩnh cưới chạy bầu không tổ chức hôn lễ, gia đình Ha Ha vô cùng viên mãn. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong. Sau khi hợp tác trong các dự án phim, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nhiều lần công khai tình cảm. Vào tháng 8 năm 2018, nữ ngôi sao bị đồn mang thai nhưng một mực lên tiếng phủ nhận. Hai tháng sau, cặp đôi chia sẻ ảnh giấy đăng ký kết hôn và cùng nhau bước vào hôn trường mà không cần tổ chức hôn lễ hoành tráng. Vào tháng 11 năm 2018, hai ngôi sao bị phát hiện ở nơi công cộng và không thể không chú ý đến vòng hai bị sưng của Triệu Lệ Dĩnh. Suy đoán của công chúng về việc nữ minh tinh cưới chạy bầu quá rõ ràng khi cô hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 8 tháng 3 năm 2018. Chỉ sau 5 tháng sau khi tuyên bố về chung một nhà, đặc biệt khi dư luận nghĩ rằng họ sẽ tổ chức đám cưới thì cả hai lại lựa chọn ly hôn vào tháng 4 năm 2021 sau chưa đầy 3 năm chung sống. Dương Mịch, Lưu Khải Uy. Vào cuối tháng 11 năm 2013, cặp đôi đình đám của làng giải trí Hoa ngữ bất ngờ tuyên bố đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, lễ cưới được tổ chức vội vàng vào đầu năm 2014 khiến nhiều người đồn đoán rằng sự việc gấp rút là do Dương Mịch đang mang thai. Đáng chú ý, trong lễ cưới ở đảo Bali của Indonesia, cặp đôi đã không trực tiếp trả lời câu hỏi về việc Dương Mịch có em bé, dù được phát hiện với thân hình tròn trịa và cô chỉ nói rằng sẵn sàng làm mẹ bất cứ lúc nào. Lưu Khải Uy sau đó mới đưa ra thông báo chính thức. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã qua những ngày phải giữ bí mật và đầy phấn khích, hạnh phúc. Mọi người ơi, Dương Mịch và tôi hiện đã có em bé. Để giữ cho em bé của chúng tôi khỏe mạnh và an toàn, chúng tôi đã tuân thủ theo truyền thống từ ông bà đi trước rằng công khai tin tức là phải ít nhất sau 3 tháng. Trương Bích Thần, Hoa Thần Vũ. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, việc sinh một đứa con với người mình yêu trước năm 30 tuổi là ước mơ lớn của Trương Bích Thần. Nhưng với ước mơ này, dường như cô ấy chỉ mới hoàn thành được một nửa. Vào tháng 1 năm 2021, Trương Bích Thần đã bất ngờ công bố chuyện tình cảm của mình. Cô thừa nhận đã có một bé gái và bố đứa trẻ là ca sĩ Hoa Thần Vũ. Vào năm 2018, Trương Bích Thần mang thai khi đang có mối quan hệ yêu đương với Hoa Thần Vũ. Theo chia sẻ, cô đã sinh con mà bạn trai không hề hay biết. Ngay khi biết chuyện, anh đã bù đắp kịp thời, giúp đứa trẻ có được hộ khẩu đầy đủ và tạo ra một môi trường phát triển lành mạnh và hạnh phúc cho đứa trẻ. Nhưng cả hai giờ đây không còn bên nhau nữa. Danh tiếng của Hoa Thần Vũ không còn được như xưa, nhưng sự nghiệp của Trương Bích Thần vẫn đang từng bước thăng hoa. Yoonhee, La Bom, Minh Hoan, FT Island. Vào năm 2017, Yoonhee quyết định rời khỏi nhóm La Bom. Không lâu sau đó, cô nàng thông báo mang thai và sớm kết hôn cùng với tay trống của nhóm nhạc FT Island, Minh Hoan, xuất hiện trong chương trình Happy Together. Yoonhee thú nhận rằng cô biết mình có thai khi tin đồn hẹn hò với Minh Hoan được công khai. Và họ đã tổ chức lễ cưới sau khi đứa con đầu lòng chào đời vào năm 2018. Cuộc hôn nhân giữa hai thần tượng nổi tiếng đã khiến người hâm mộ bàng hoàng. Bây giờ, họ có một con trai và hai con gái sinh đôi. Byun và Ha Ha. Được đông đảo khán giả mến mộ với tư cách là thành viên của chương trình tạp kỹ Running Man, Ha Ha kết hôn với bạn gái của mình là ca sĩ Byun vào ngày 15 tháng 10 năm 2012. Cuộc hôn nhân của họ khá đột ngột khiến khán giả cũng vô cùng bất ngờ, kể cả các thành viên của Running Man. Sau đó Ha Ha thông báo rằng vợ anh đã mang bầu được 3 tháng khi họ mới bước vào tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân. Người hâm mộ ủng hộ mối quan hệ của họ rất nhiệt tình. Gia đình của Ha Ha và Byun có cuộc sống viên mãn và hòa thuận. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cuộc sống đời tư của các nghệ sĩ nổi tiếng luôn là đề tài thú vị mà truyền thông và công chúng tò mò. Suốt hơn một thập kỷ qua, câu chuyện cưới chạy bầu khá phổ biến trong giới giải trí Hàn và Trung. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.